Dạ, con xin kính chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Con mời quý cô chú mình xem kênh, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi và giao lưu những clip mới nhất trên kênh ha quý cô chú. Hôm nay thì lại quay trở về vườn của anh Úc, Bonsai Văn Úc kính mến tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp quý cô chú. Giới thiệu đến quý cô chú một clip cây mới, đặc biệt là có vào nhiều cái dòng cây ăn trái. Đó, trước mắt quý cô chú là một cái cây nhãn này khá là đẹp luôn, nguyên một cái bộ cũ. Và đặc biệt là nó đang cho trái luôn nè quý cô chú, cây nhãn lông, nhãn xưa mình á. Cái này về mình vô cái chậu đẹp ha. Cái bắt đầu mình chơi trái luôn. Một số cây như là kim quýt nè, rồi lê kim ma, hôm nay có mấy cây lê kim ma cũng khá to, và một số cây khế nữa quý cô chú ơi. Để con qua đây cái con mời quý cô chú gặp anh Úc rồi anh sẽ giới thiệu cho mình ha. Rồi em chào anh Úc ơi. Rồi mình chào chú Khánh và toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây kính mến. Dạ. Và hôm nay thì ngày mới, Úc cũng siêu tầm giao lưu về một số cây ăn trái cây kiển, giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa. Mong cô bác anh chị em gần xa xem theo dõi, thương tình ủng hộ, Úc trân trọng cảm ơn. Dạ. Và chi tiết giao lưu cây kiển qua số điện thoại là 0349581409, số đó là số Zalo của Úc. Và địa chỉ thì Úc ở ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Và chi tiết giao lưu cây đầu tiên, cây số 1. Dạ, một cây kim quýt anh Úc ha. Kim quýt cổ cổ nghe của anh chị em. Dạ. Có hình dáng thú, cây này thuần chậu. Cây trên chậu nghe của anh chị em. Rồi, đồ nghề đâu. Rồi, tiếp theo mình sẽ chi tiết. Móc đồ nghề ra đo luôn chú ơi. Thước dây. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến trên trên ngọn của nó là 1m3. Dạ, 1m3. Cái tán ngang của nó là trên 1m, nếu kể 1m. Dạ rồi, một cây kim quýt cổ chú ơi. Cây này là thuần thuần chậu lâu đời rồi, có bánh chén mấy chục năm rồi. Hoàn gốc vị trí nơi đây được 22, nếu kể 21 cũng được. Dạ. Rồi đường kính đầu. Đường kính đầu nó là 4 tấc 3. Dạ. Cái bộ đế này nó tới dưới đây luôn nha các anh chị em. Nếu lấy từ trên bờ trên cái chậu ra đó. Không nó sổ xuống đây nè. Đụng miếng nào luôn anh hả? Đúng rồi, nó sổ xuống đây luôn đó. Rồi. Cây này đặc biệt là có hình quái thú nè, hình thú như thú kỳ lân vậy. Nè giờ 2 giờ trước nè. Đó 2 giờ sau đuôi. Nó sẽ quay một vòng cho các anh chị em xem nha. Dạ quay giúp em. Đế cũng đều hết trơn anh ha. Đế nội đế đặt từ nay nó sổ xuống đây luôn nè. Dạ. Cây thuần chậu cũng đã lâu năm trên chậu rồi. Cái dàn xương này cũng khá là dày luôn, dày liền lạc, không có bị vết thẹo nào hết trơn anh ha, cái thân á. Đúng rồi, lành lẽ ngon lành. Rồi. Trái thì đang cũng nhiều trên cây của chú. Dạ, cây kim quýt này giá sao đây đúng rồi? Cây kim quýt mã số 1, Úc giao lưu với giá là 3,6 triệu, Úc bao ship 300 cây số. 3,6 triệu anh hả? 3,6 triệu. Ship 300 cây thôi hả? 300 cây. Còn xa hơn thì mình hướng lửa ha. Hướng lượng. Dẫn ship nha quý chú. Cái này thì bó cũng khá công phu, tại vì mấy cái xương cành này nó cũng dày á. Chỉ là nó già. Cây này hình thú rất đẹp, cổ nghe của bên trên. Dạ. Rồi tiếp theo Úc sẽ đổi cây. Rồi, đổi giúp em luôn. À, trời hơi nắng cho nên chỗ nào chưa rõ mình gọi cho Úc giúp con ha. Đây đi. Anh cung cấp thêm hình ảnh cho mình. Rồi tiếp theo đến mã số 2. Mã số 2. Đó là cây lê kim ma cổ. Rồi. Lê kim ma. Cây này nặng quá nhưng Úc nhờ chú Khánh quay chung quanh dạ dạ giùm nha. Rồi anh cứ đo đi rồi em đi xung quanh cho ha. Đo cái phôi thôi. Được anh. Cây có chi tiết mét rưỡi. Từ mặt bầu đến cái ngọn này mét rưỡi. Đây cũng mét rưỡi luôn. Mét rưỡi luôn. Một cây dáng trực thoát thân heo chú, lên đây nó đóng hai cái chi cành lớn. Rồi cây này có bộ đế nơm nở rất là đẹp nha các anh chị em. Tiếp theo Úc đo theo hạ hoành thân nơi cổ đế. Yeah. Nơi vị trí nơi cổ đế được 92 cũng kể 90. Và cái nồi đế đế đặc sạch luôn nha các anh chị em, là 1 mét rưỡi. Mét rưỡi. Rồi. Rồi đế thì nó đường kính bầu đi anh, đo đường kính bầu luôn là biết đế luôn. Đường kính bầu. Đường kính bầu. Là được 85. Dạ, 85. Cục đế rất là to nè.
20. Cộng này cũng vậy đó, rất là to luôn. Cộng này hai mấy luôn á. Cái đế này đế dách sổ. Đế dách sổ rất là đẹp luôn á, một nồi đế. Cây này mấy chục năm nghe của anh chị em. Liền lạc luôn anh ha. Liền lạc. Có một vết chày trên đế, bộ đế luôn nha quý chú. Liền lạc ngon lành luôn. Anh đo bộ sổ tầm khoảng 30. Chắc cỡ đó quá. Rồi, 30 mấy lần. Mình kể 30 đi. Dạ. Đây. Sổ đều các hướng. Tặc khến hết trơn. Dạ. Thân thì phía bên đây là vậy. Cây này có thể uống cái chi đổ nè, để chừa cái được chi đổ xuống nè. Dạ. Thì theo thân thích thì của bác liên lạc của chỉnh sửa nha. Có hai mặt cắt của hai mặt cắt mới với chân cành mới đây. Này có cái thể đổ tặng đổ xuống như nè. Đó, thì theo sở thích của bác anh chị em chỉnh sửa. Rồi anh chừa một cái tượng vậy đó anh ha. Chừa cái tượng. Nhánh vậy đó. Cây này đế đẹp. Khá là lâu rồi. Cây này rất là cổ rồi. Này muốn chơi thu lại cũng được chú. Nếu bonsai sai cắt lùng nó xuống được mà đằng. Dạ. Nuôi hơi lâu ra cũng được, tùy theo sở thích. Nuôi đó thì hơi lâu. Sữa. Rồi cái cây này giá sao đây đúng rồi? Cây Lê Kima còn gọi là cây trứng gà. Mã số 2. Yêu hút cho lưu với giá là 9 triệu. Yêu hút bao ship. 300 cây số. Dạ. 300 cây. Giá là 9 triệu anh ha. 9 triệu. Cây này khá to nặng anh Úng ha. Nặng lắm. Đặc biệt bộ đế đẹp quá quý chú. Đế này đẹp. Tròn xe hết luôn. Và đế cũng liền lạc không thẹo luôn á, không thẹo. Không thẹo dít gì cái đế nó. Gì hết, lành bóng. Cổ vết hồi đó ở trong vườn người ta chặt lấy dao người ta làm gì đó anh ha. Sần da thôi không có chứ. Quá cỡ nó khến, nó gù. Dạ. 9 triệu. 9 triệu. Bao ship 300 cây số. Bao ship 300 cây. Rồi, đổi giúp em luôn. Cây này trái to lắm nha. Dạ, trái to. Tiếp theo là đến cây Lekima. Mã số 3. Số 3. Cây này có cái dáng thế. Chung đó. Với cây này không anh? À, cũng với cây cũng là một giống một vườn đó. Vườn luôn. Này rộng chữ C ha. Chữ C. Cây này uống cả tàn xuống đây là rất đẹp nè. Dạ. Rồi, đo giúp em luôn, chiều cao như đây. Cây có chi tiết gì cao từ mặt bầu đến ngọn là 1m6. Dạ, 1m6. Quanh thân gốc vị trí mình đo nơi cái cổ đế này đây là được 86, mình kể như 84 cũng được. Nó xích lên. Chứ trên đây được 72, mình kể 70 cũng được. Dạ. Rồi cái đường kính bầu từ đây qua đây được 72. Anh lấy bầu cũng khá gọn quá chú ơi. Bầu khá gọn ha. Rộng C. Rộng chữ C. Cái này ra cái chi cành mình cho nó vút vút ra. Xuống đây nè. Đổ xuống đây là rất là đẹp luôn đó. Xuống làm trái nó đổ rồi nè. Rồi con đi qua. Đi tiếp một vòng chi tiết có cây này có cái đặc điểm là cái mặt mặt cắt bên đây. Dạ, mặt cắt có. Bên đây Giang Út đã đục nó đến cái chỗ sành hết rồi. Này nó kéo mép nè. Dạ. Đây có đây mặt cắt này, này giống như kiểu nè. nó màu kéo thẹo lắm á. Rồi. Rễ nó gối vậy nè. Một củ rễ nó cuộn gối vậy nè. Khến đặc. Dạ rồi cây số số 3. Số 3. Cây Lekima số 3 giúp cho lưu với giá là 8 triệu, giúp bao ship 300 cây số. 8 triệu, cái này thì anh đục tới chỗ sành hay không chú? Tới chỗ sành hết rồi, không còn mục gì nữa hết trơn á, như là nó sành nó liền hết rồi. Ngon lành hết á. 8 triệu. 8 triệu. Dạ, rồi. Rồi, mình tiếp luôn đúng rồi. Lúc đổi cây đến cây số 4, đó là cây Bình Bác. Cây Bình Bác. Bình Bác cổ nghe cũng rất là lâu năm rồi. Cây này hôm nay đã kéo mặt nhựa nè. Và chi tược nó đâm rất là mạnh mà. Chú quay mặt cắt này cho cô bác anh chị em xem nó kéo. Dạ, mặt nhựa nè. Bác mảng cầu vàng. Đó, nó kéo mặt nhựa rất là mạnh luôn. Đâm chi tược. Cây này cô bác anh chị em vô lưu về trồng lên một cái hòn non lớn lớn nha. Thì nó cho trái màu vàng. Rất là đẹp nha. Cây này cổ thụ. Dạ, anh có một cây đang trồng để hồi gọi cho chú xem nó đang phút tược cũng mạnh. Cây này rất là dễ sống. Sức sống rất là mạnh mẽ.
Rồi đo giúp em luôn anh Út ơi. Kỳ chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh nó là 9 tấc rưỡi. Dạ, 9 tấc rưỡi. Tổng cái hoành ở dưới này. Tổng cái hoành này tầm 180. 180. Dạ. Đo cái tán ngang cốt cạnh nó gì là được 70. Rồi Út sẽ đây một vòng. Được anh, để em đi vòng trong cho quý cô chú xem. Cây thì cũng liền lạc anh Út ha. Liền lạc không có ổng mục gì hết. Chứ không phải là nó ngon lành luôn á. Ủa gì hết ha. Rất là chắc. Chích đế rất là lực. Yeah. Bình bát vàng. Bình bát vàng. Bình bát quái. Còn cái cần quái quái này nữa chứ. Uống cái chi ra đây là thành cái cây cổ thụ luôn đó. Rồi. Giá sao đây anh ơi? Cây bình bát mã số 4 nhốt vô lưu với giá là 5.4 triệu. Nhốt bao ship 300 cây số. 5.4 triệu anh ha. 5.4 triệu. Dạ. Rồi, tiếp luôn anh Út. Rồi, tiếp nối anh Út đổi cây đến mã số 6. Đây là quý chú cái cây bình số 5. Này. Anh đang trồng trong một cái chậu. Đúng rồi, chú giới thiệu đi. Vậy nè. Ra tượng vậy nè ha. Thì nó có trái, nó treo trái thì rất là đẹp luôn đó. Rồi. Chú sống rất là mạnh. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Tiếp theo là đến cây số 5. Đó là cây khế ngọt có hình dáng thú hải cẩu biển. Khế đó, ngọt. Khế ngọt. Có hình những thú hải cẩu biển. Mình chơi cây kiển thì mình cũng mượn tượng của anh chị em. Chủ tượng anh ha. Chủ tượng mình hình dung con hải cẩu nó đang có đang ngồi nè, nó mập lắm nè. Ngóc cái đầu lên nè. Cái mình đó nè. Nó mập lắm nè, thấy không? Đuôi nè, hai giò trước nè, ngoái đầu. Cái cần bên kia cũng thấy quái quái cũng để luôn à. Để luôn. Nó có cành sẵn mình nó có trái nhiều lắm á. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo thì nhúc sẽ đo chi tiết. Từ cái mặt bầu đến cái ngọn của cây là nó 90. Dễ thú nằm. Thú nằm có duyên lắm. Nên cái chậu cổ nó đẹp lắm nha. Hoành thân ở đây được 41 lên Út kể 40. Nằm dễ thương. Từ cái cốt chính lớn của nó là từ mặt bầu đến đây là được 30 tấc chính. Rồi. Cây này duyên dáng lắm các anh chị em. Thấy cũng ngộn lắm. Thấy ngọt. Rồi cây mã số 5 nhốt vô lưu với giá là 1.6 triệu. Nhốt bao ship. Khế ngọt anh ha, liền lạc luôn. Liền lạc. Nguyên cái mình đó nè. Có cái cần quái quái này mình thích chơi thì mình để ha. Đúng không rồi, mấy mình cắt cục lại. Nhốt để trừ heo đó. Rồi. Khế ngọt. Giá 1.6 triệu anh ha. 1.6 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship và toàn quốc luôn. Rồi lỡ rồi còn toàn quốc luôn đi. Nhỏ mà. Rồi. Rồi, đổi giúp rồi, em luôn. Đổi cây. Rồi mình xây cái này qua giùm em cái anh Út xây cái này cho cái cần này nó đúng rồi. Rồi. Chống ha. Rồi chống. Tiếp theo là Út đổi cây đến cây số 6. Xích rồi. Đó là cây nhãn long. Cây nhãn long của anh chưa? Đây cây nhãn long này có cái tàn đổ đang có cho trái luôn nha. Cây thuận đó. À, điểm đặc biệt là cái bộ đế nó. Bộ đế nó lên xù luôn đó. Cây này đẹp lắm, cây này về quý chú mà thêm đệm dây cái mình bung bung ra ha, tròn xe. Đây là cái trái. Trái nó thơm luôn rồi. Nhãn long dòng nhãn xưa của mình. Trái thơm, cơm mặc dù là cơm mỏng anh ha, nhưng mà ăn trái rất là ngọt. Trái thơm, thơm. Ngọt. Đó. Có tàn đổ nè. Đặc biệt có cái củ. Này mình trồng ở trên lầu này nọ được. Đúng rồi, cái chậu cao luôn, cao cao ha. Sáng này nó thơm lắm. Cho nó rủ rủ đẹp. Ăn ngon nữa. Bổ dưỡng. Và đặc biệt cái này đây. Cái củ nó xù. Cái củ à. Đó. Nhãn long thì mình nhìn thấy cây khủng mà nhiều lắm nhưng mà cây to mà được cái củ này đó chơi bonsai. Hồi đó người ta trồng cái giót rồi cái ta bỏ đó luôn cái ta vô cái chậu khác hay gì. Đúng rồi, cái thời gian nó làm cái củ luôn á. Rễ nó nằm đây nè. Nó không đi đâu được á, nó tròn xe trong này. Ở đây có một cái củ đặc tròn nữa. Rồi thôi mình đo tổng quát ở đây anh ơi, đo. Rồi mình đo chiều cao đi ha. Dạ. Chiều cao từ, dài nó đi. Chiều dài của nó là hết thước dây. Mét rưỡi. Mét rưỡi. Mình đo gì đi? Cao lên nhiêu đây? Cao lên từ rồi. Mặt bầu đến đây thì 1.2 m. Cao mét rưỡi ngang mét 2.
cao 1m2 ngang 1m5. À cao 1m2 ngang 1m5. Đo hạo cái cũ thân chính đi ha. Dạ. Đo cho hoành hoành trước rồi. Đi. 18. Được 17 đi. Cái 17 đi. Nè. Rồi mình cái 18 đi, mình cái 17 cũng được nữa. Rồi. Và cái cũ này. Đo hạo cái cũ của anh trên nè. Được 57. 57. Nó sổ khoảng gần hai non 2 tấc. Rồi cái cũ đặt trên đây là cũng được 50. Dạ. Cũng khến đặt luôn á. Nó vòng tròn là được 50 nè. Bốn mấy 50. Rồi quay quay giùm em. Đọc heo chứ đọc ráo ha, rễ nó còn dưới này nè. Thì đúng mình chỉ mới thấy phần này thôi, còn ở dưới này mình chưa thấy. Nó còn nơm dưới mà nó xù nữa đó. Cây thì một cái thân bay lắc. Này điểm dây vô đẹp lắm á cô chú. Còn là mình để tàn tự nhiên mình lấy trái. Trái đang thơm bổ dưỡng nha các anh chị, vừa cây kiển đẹp mà vừa có trái thơm. Rồi giá luôn anh Út ơi. Rồi cây nhãn long mã số 6, nếu chơi lưu với giá là 2,2 triệu, nếu bao ship 300 cây số. 2,2 triệu anh ha. 2,2 triệu. Dạ, tiếp tục giúp em. Rồi tiếp theo đổi cây. Xác đi cho con. Rồi tiếp theo đến mã số 7, đó là cây khế ngọt. Cây khế ngọt là cũng có dáng thế rất là có duyên dáng nha các anh chị em. Dáng cây khế ngọt. Dáng này dáng gì nè anh Út? Dáng như giống con thú ngồi hay là một cái dáng bay chi hồi. Cũng liên lạc anh ha. Liên lạc. Ngon lành. Mà cắt chân cành này thôi cô chú. Nó đây cái chi cành mình đúng có sẵn chân nè. Dạ. Cây cũng đang đâm chồi tược non cho trái luôn nè. Khế ngọt. Rồi tiếp theo chúng sẽ đo chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 8 tấc rưỡi. Đường kính bầu là 5 tấc 4. Dạ, kính bầu 54. Hoành gốc vị trí nó đo nơi đây được 50 hoành. Đế thì cũng xè đều anh ha. Đế xè đều bốn mặt. Nó cũng có giống cái dáng hình con thú ngầu nha. Đây đuôi nè. Thân đuôi rồi hai cái giò trước hai giò sau lên một có đầy đủ hết. Siêu siêu cái ở trên này có ba cái có ba nó quái hài hồi đầu lại đó. Có cái giọng lắc mình có thể cắt lại tùy thích nha. Thì theo của bác anh chị em giao lưu gì chỉnh sửa giống như cái hình người mà đưa hai tay. Cái này cũng quái quái lắm, nó có khi dáng thế cũng kiểu như đây đưa hai tay hứng cái gì anh ha. Rồi cái khế ngọt mã số 7 cũng chưa lưu với giá là 2,2 triệu, nếu bao ship 300 cây số. 2,2 triệu. Rồi đổi vô cái bản cây đã gõ của chú em. Mấy cây khế hôm nay của ảnh là liên lạc, không có một lũa, không có thẹo luôn. Rồi tiếp theo đến cây số 8, đó là cây thần kỳ. Dạ, một cây thần kỳ nhỏ nhỏ. Cây thần kỳ nhỏ nhỏ mà nó có cái củ đẹp. Cốt cành nó cũng có xương cành gì mình uống nước dây rất là vừa luôn đó. Một cốt giót đọt luôn. Rồi. Rồi tiếp theo Út sẽ đo về mình vô dây banh banh nó ra rồi nữa rồi ha. Rất là đẹp luôn á. Không thôi chơi phơm thiên nhiên vậy cũng được luôn. Chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 1m6, nhú kể 1m5. Tán ngang là 1m. Dạ, tán rộng 1m. Hoành gốc ở đây được 14 hoành. Rồi. Cây có củ đẹp. Hai tay anh chụm vô giùm em. Đúng rồi. Khến lên nè. Không hết hay chứ. Dạ. Quay quay luôn anh Út. Một củ khến luôn. Dạ. Nồi đế này thần kỳ này cũng khó kiếm nữa các anh chị. Cái nồi đế đẹp. Dạ rồi. Giá luôn rồi. Rồi cây thần kỳ mã số 8 như vô lưu với giá là 1,4 triệu. Như bao ship. 1,4 triệu. Toàn quốc anh ha. Rồi toàn quốc luôn. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi bước lên còn nhẹ. Đây em đó đó. Rồi một cây. Được lên được. Lấy kia ma. Rồi tiếp theo đến mã số 9, đó là cây Lê Kỳ Ma dáng trực. Đó, cây này dáng trực mà rễ nó cũng đều trên của anh chị em ơi, đẹp. Cây này ra cái phơm tàn dù một cái là rất là đẹp luôn á. Dạ.
Lekima, Lekima. Tàn dù. Nhân trực, tàn dù. Cũng sạch cây anh hả? Sạch cây có hai cái mặt cắt cấu cành thôi. Rồi, có ba chân cành sẵn, cây này mau sẵn chơi luôn chú ơi. Cây này rất là khỏe luôn á. Cây này trái to nghe của anh chị em. Chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 1m3, 1m28. Cái hoành gốc vị trí nơi đây được 57, vô kể 56. Kể 56, 55 gì cũng được. Và đường kính bầu của nó là 5 tấc 6. Đế cũng xè đều cho. Đế xè đều cộng to to không à. Rồi quay giúp em. Em buông nha. Cộng to to không. Dạ. Bắp tay mình trở lên không anh ha. Đúng rồi. Đó, ở đây to, to, to. Ở trên thân nó có hai cái chân cành ảnh tháo ra luôn, cho sạch luôn anh ha. Cho sạch cây. Đây cái tháo bên này cái nữa. Rồi quay ra. Đây cành nhỏ. Dạ. Hai cái. Ở trên thì có ba cái đống cốt cành. Bữa mới có ba bữa mà anh thấy nó muốn kéo nhựa rồi nè. Này chơi cây dù anh ha. Cái thằng dù rất là đẹp luôn á. Cây dù. Đó. Rồi cây số 9 là cây Lekima, nhu cầu giao lưu với giá là 3.900.000. Nhu cầu ship 300 cây số. 300 cây thôi anh hả? 300. Chơi toàn quốc được hả? Nếu toàn quốc thì thương lượng. Thêm chút đỉnh phí ship ha. Đúng rồi. Cái này đi toàn quốc mình gói cũng được mà. Rồi. Dạ. Rồi. Mình trao đổi thêm với anh Út Heo chú. Rồi, nhúc đổi cây đến cây số 10. Cây gà phơm trà uống tàn dù đẹp lắm chú. Tiếp theo đến cây số 10 đó là cây Nguyệt Quế. Cây này thuần môn nha các anh chị em. Dạ. Có bộ đế đặc đẹp. Dạ, tàn đa. Cũng có mà là một cốt. Rồi. Cái này về cũng có thể chơi bonsai nha quý chú. Có thể cắt bonsai được. Sẽ cắt xuống ha. Còn ảnh đang để một cái form thiên nhiên. Thiên nhiên của anh chen gì chỉnh sửa. Form tự nhiên của nó vậy đó anh ha. Mình cúc chân cành lại. Đúng rồi. Ê, bộ đế này chơi bonsai thì đẹp không chú. Mặt đế, một nồi đế luôn á. Dạ. Nếu mà mình chơi thì mình cắt ở đây thì lấy được một cái cốt cành đúng thứ rồi. Nhất rồi nè ha. Đó, mất thời gian ở trên này cho vị trí trên này bù lại được cái đế ha. Đế quá đẹp, đế đều kến. Có mặt cắt nhỏ lên đây. Dạ. Rồi tiếp theo là chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn nó là 1,5 m. Tán ngang cốt cành nó là 1 m. Đường kính bầu hết đế luôn, đường bầu là hết đế luôn các anh chị em ơi. Là 60. Rồi 180 luôn hoành đế. Rồi. Và vị trí hoành gốc nơi đây được 37 vô kể 36. Dạ. Sổ đế luôn anh ơi, sổ đế khoảng 2 tấc không? Sổ đế là 2 tấc 7 luôn á, ở đây luôn là 2 tấc 7. 25 đi. 25 đi. Dạ. Như ảnh giới thiệu ở đây có mặt cắt ảnh tháo một nhánh. Bự hơn tay cái bằng vào cái á. Dạ. Đế thì tròn xe như quý cô chú thấy ha. Thân thì nó cũng một cốt lắc đi lên vậy nè. Rồi cây này giá sao đây anh? Cây Nguyệt Quế mã số 10. Nhúc vô lưu với giá là 2.400.000. Nhúc bao ship 300 cây số. 300 cây thôi hả? 300 cây. Dạ. Rồi đổi luôn giúp em anh Út rồi. Rồi tiếp đổi cây. Rồi chúng ta nhấn con. Tôi biết nó là những đổi cây đến số 11. Đó là cây ổi ruby. Ổi ruby. Cây này phát triển những cái chi tược đã tốt rồi nghe của anh chị em. Dạ. Thuần bầu rồi. Rồi tiếp theo Út sẽ đo chi tiết chiều cao. Anh cho xích vô chút xíu cho mày cho khỏi. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh nó là 70. Tán ngang cốt cành là 5 tấc 6. Hoành gốc vị trí này được 25 nhu cải 24. Đường kính bầu của nó là 3 tấc. Ổ ruby, ổ ruby đỏ anh ha. Ruột hồng, ruột hồng ghép với gốc ổ lê từ nhỏ. Rồi cây ổ ruby nhúc giao lưu với giá là 900.000. Nhúc bao ship toàn quốc.
cây mã số 11. Dạ, 900. 900. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, tiếp theo gấp đổi cây đến số 12. Cũng là dẫn cây ổi ruby. Ngút chi tiết dài dòng và đo vành thân gốc. Dán bye bye anh ha. Có dán cành bye bye. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái ngọn đó là 8 tấc 3. Tới ngang là 6 tấc 4. Vành gốc nơi đây được 21, thêm 2 gốc kể 20 vành. Đường kính bầu là 3 tấc 8. Rồi cây ổi ruby ghép gốc ổi lê từ nhỏ mã số 12, giúp giao lưu với giá là 900k. Giúp bao ship cũng toàn quốc. 900. Rồi, nó có những đổi cây. Tiếp theo đến cây Cà na. Cây này giao lưu chưa thành công thì lúc giao lưu lại. Ra cây đúng cây này nó mạnh thiệt anh ha. Mạnh ghê luôn á. Này có cành nó ra chi trượt, chi chích rất là nhiều. Cho anh Vịnh đừng quay nha. Đây, mỗi trên đầu cành anh cắt nó phúng nhựa ra trắng phiếu cho anh ha. Đúng rồi. Tràn nhựa nó kéo rồi những cái chi trượt nó đâm trò tượng rất là mạnh luôn. Trò tượng nè. Đầy cho quý chú. Cà na Thái. Dòng này rất dễ cho trái. Cái này có anh chị em cho lưu gì trồng cái chậu là bắt đầu chăm sóc tốt là có trái để mình làm mứt ăn nha. Rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Cây này sức sống rất là khỏe rồi. Đâm trò tượng rất là mạnh. Và tiếp theo chi tiết chiều cao. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến cái đỉnh nó là 90. Tán ngang gốc cành nó là 60. Hoành thân gốc vị trí này được 44, những gốc kể 43. Đường kính bầu của nó là 50. Mấy cái nó đế nó bị chạy lem nhem nó cũng cuốn luôn. Nó cuốn luôn á, lên nhựa luôn đó, nó đâm cho trò tượng luôn nè. Mấy cây này khỏe ha. Nè, bên đây là anh quay đi anh quay. Đây. Nè, đâm trò tượng luôn. Rễ nè quý vị, mà cắt rễ mà cuốn nè. Trò tượng nó đâm luôn nè. Mình sử dụng keo bình thường thôi anh ha. Bình thường, keo Mỹ Tiến á, chứ không phải keo Mỹ Tiến gì hết trơn ha. Keo Mỹ Tiến. Rồi. Rồi cây cà na Thái. Mã số 13. Giá gốc giao lưu với giá là 2 triệu. Giá gốc bao ship 300 cây số. 300 cây thôi hả? 300 cây. Giá 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. Rồi đổi giúp em luôn. Nói cho đổi cây. Cà na. Cà na Thái. Mình chơi hoa chơi trái nha quý cô chú. Hoa nó màu trắng. Và tiếp theo giá gốc đổi cây đến cây mã số 14. Đó là cây ngâu sù. Ngâu sù. Cây hôm nay phát triển thực non nè. Rất là tốt luôn. Cây thường bầu luôn rồi đó. Nó xù cục vậy nè anh ha. Đúng rồi. Xù cục to vậy nè. Đã phát triển đọt non rồi nè. Rất là mạnh mẽ luôn. Một cây hoa ngâu sù. Ngâu sù bông vàng. Rồi tiếp theo sẽ đo chi tiết. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh của nó là 9 tấc 8. Yeah. Tán ngang gốc cành là 50. Nó xù trên cái thân ấy, mình nhìn thấy chỗ lồi chỗ lõm nha anh ha. Quanh gốc vị trí mình đo nên cái cổ ở đây là được 35. 35. Dạ. 35, 36 mình tính. Cái 35 34 cũng được. Đường kính bầu của nó được 5 tấc rưỡi. Dạ. Đế này nó sổ khoảng hơn 2 tấc, 3 tấc á, cỡ 3 tấc. 2 tấc 6. 2 tấc 6. Rồi quay giúp em đi anh. Đây là những cái đường xù của nó nè. Đường xù chưa. Đây, những cái cục xù nó nổi ra nè anh ha. Đúng rồi, nó lên xù rồi đó. Cái này nó muốn xù cũng hơn 50% rồi. Đây. Cái dòng này cây nào nó xù thì nó xù nha chú, còn cây nào nó không xù thì da nó chân láng. Em ở đây hồi đó có mặt cắt mà nó bít luôn ha, tạo bít luôn rồi. Cục xù luôn nè. Xù gai, trên này cũng vậy đó nè, đây là những cái cục xù của nó nè. Cục nu. Rồi. Rồi cây ngâu bông vàng, ngâu sù. Mã số 14. Nếu gốc vô lưu với giá là 2 triệu 6. Nếu gốc bao ship toàn quốc. Dạ, 2 triệu 6. Cây này có anh chị em vô lưu về trồng cái chậu là những chi cành này mau thành phẩm luôn nha các anh chị em. Rất đẹp, dáng trực.
Nó gà cũng đúng hết trơn anh ha. Đúng rồi. Đúng điểm hết trơn. Màu thành phẩm lắm. Rồi tiếp nối hút đổi cây đến cây mà số 15. Dạ. 15, một cây khế, một cây khế gân. Có dáng bay. Hôm nay có khế gân nữa anh ha. Khế gân chua, khế gân ha. Khế gân. Con cây gì nhất hả? Con cây gì nhất. Rồi tiếp nối hút xe quay chi tiết vài vòng. Cây này có cái dáng dáng bay đổ đổ. Cái này quý chú chơi gió lùa dựng thẳng thẳng nghiêng nghiêng lên chút xíu ha. Bạn nó có cốt cành đầy đủ hết rồi. Cứ bán cho em về chỉnh sửa. Anh để vị trí này luôn. Rồi anh giật cái cây ngã ngã lên hướng về anh chút xíu giùm em ơi. Đúng rồi. Vậy ha. Đó. Đây. Anh lại đi xuống cũng được nữa. Dạ. Yeah. Nó thành cái xuống đổ cũng được nữa. Đó cái nào cũng được. Thôi dựng thẳng lên chơi mẫu tử. Đúng rồi. Dựng thẳng băng lên luôn. Cây đang cho trái nha anh chị em. Cây này cây cũng đã thuần chậu rồi. Dạ. Rồi đo anh Út rồi. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái chấn đọt của nó là 1 mét. Dạ. Để vị trí này nè, cũng chú bẻ lùa. Tán ngang gốc cạnh của nó cũng là 1 mét. Quanh thân gốc vị trí nút đo nơi cái eo cậu đế được 43 yếu, nút kể 41. Dạ. Trừ heo dữ vậy luôn ha. Trừ heo luôn, xích bên đây cũng vậy nè. Trừ heo luôn. Đó, xích bên đây đi. Xích bên đây được nhiêu? 40. Được 40. Rồi. Quay tròn giúp em cái nữa đó. Khế gần nu. Khế gần nu. Nu cục cục nè chú. Bộ đế nó tương đối nở cũng đều đều nha các anh chị. Nó có đầy đủ hết 4 hướng à. Dạ. Cây cũng khá liên lạc anh ha. Khá liên lạc. Đang cho hoa cho trái đó. Đang có bông luôn đó. Dạ, rồi. Cây này giá sao đây? Rồi, cây khế gần mã số 15. Nếu cho lưu với giá là 2.600.000, nếu bao ship 300 cây số. Cây này có trái luôn nè. 2.600. Dạ, khế gần thì cỡ này thì trái nhiều lắm. Trồng tốt thì nó tự cho trái thôi chú, không xử lý gì hết. Rồi cây khế gân mã số 15 đến đây cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Dạ. Và ngày mới thì những Út kính chúc toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và cùng là chúc tốt đẹp nhất và ngày mới phát tài. Và cuối là clip thì những Út cũng trân trọng cảm ơn của bác anh chị em gần xa đã thương tình ủng hộ những Út những clip vừa qua. Và nói tiếp thì những Út mong của bác anh chị em ủng hộ những Út tiếp theo. Những Út trân trọng cảm ơn. Rồi em chào alo ha. Rồi mình chào chú. Chào chú xem clip. Có cái nào yêu thích thì mời ủng hộ cho anh cũng như đăng ký kênh ha chú. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.